Xin chào các bạn đến với kênh xe đạp, kênh review đánh giá những chiếc xe đạp chính hãng nhập khẩu. Video hôm nay em giới thiệu các bác mẫu xe đạp địa hình Mosu TP2632, một tám mẫu xe đạp địa hình, cấu hình rất là cao, cấu hình full Shimano DOJ 8 món từ bộ đè đến đùi đĩa và cặp phanh dầu đều là Shimano DOJ, và được trang bị bộ giảm xóc hơi của Manitou, một cái cấu hình rất là đẹp cho một chiếc xe đạp cấu hình Mosu, một xe đạp thương hiệu Mosu đang bán tại mức cửa hàng em mức giá là 11.500.000, một cái mức giá cũng rất là hợp lý cho một cái cấu hình được gọi coi như là khủng, rất là khủng trong cái tầm giá như thế này. Thì toàn bộ phần khung của chiếc xe được lên từ nhôm 7005, nhôm 7005 Superlight, loại nhôm siêu nhẹ, và cái loại nhôm này là một loại nhôm đặc thù để sản xuất khung xe đạp, và cũng như là trước thì cũng có sản xuất khung máy bay bằng cái loại nhôm này, nhôm 7005. Thương hiệu Mosu thì cũng khá là quen thuộc với các bác chơi xe rồi. Dụng bộ group Shimano DOJ từ chuyển số, từ đè chuyển số gạt đĩa đến bộ đùi DOJ, và cặp phanh dầu, cặp phanh dầu cũng là DOJ, cặp phanh dầu rất là ngon. Sử dụng bộ giảm xóc của Manitou, giảm xóc hơi, bánh là 26 inch, giám sát vào đo size của chiếc xe và test chuyển động. Có nhiều bác hay hỏi em về giá bán của những chiếc xe mà em đưa lên kênh, thì các bác ấn vào mũi tên trỏ xuống ở đây. Thì giá bán của chiếc xe em sẽ đề ở ngay phần tiêu đề của video. Còn ngoài ra thì những chiếc xe mà ở phần giá em để chữ sôn như này, tức là xe đã bán. Còn ngoài ra thì các bác ấn đăng ký kênh, ấn nút chuông chọn tất cả để nhận được những cái thông báo về những cái thông báo mà những chiếc xe bọn em đưa lên, thì nó sẽ thông báo về điện thoại của các bác. Và mời các bác tiếp tục xem video để cho các bác xem. Đây, xem đo từ tâm trục đạp đến khóa cọc yên là 43 cm, từ khóa yên tới tâm cổ phốt là 55 cm. Thì xe của các bác đi từ khoảng 1m64-65 đến khoảng 1m75 thì phù hợp. Chuyển động DOJ với 10 tầng líp và 3 tầng đĩa, xe 30 tốc độ khác nhau. Chiếc xe này đang bán bên em mức giá thì có là 11.500.000 bao ship toàn quốc cho tất cả các bác, chuyển hết tiền và bảo hành 1 năm cho các bác mua xe. Các bác có quan tâm đến chiếc xe thì liên hệ số Zalo trên màn hình 0975 09943. Ngoài ra thì các bác đăng ký kênh ở góc phải màn hình cộng với cả nút chuông để nhận được những cái thông báo mới nhất về những chiếc xe khác bọn em đưa lên kênh. Cảm ơn các bác đã xem hết video. Hẹn gặp lại các bác trong những video lần sau.